Retrosit là cái gì? Tại sao chúng ta phải dùng cái Retrosit này? Thì như hôm trước chúng ta làm việc ấy, làm ở trên cái code ở trên đây, nó chạy trên cái code HTML CSS ở trên Sanctech. Sau đó chúng ta tiến hành chạy nó trên trình duyệt, đúng không? Thì ví dụ tôi có một cái giao diện trông nó như thế này. Tôi có hai cái thẻ div, div class, class là right, một div nữa class là left, đúng không? Chúng ta sẽ có cái link đến public CSS sược main.css. Xong đây file này. Rồi chúng ta tạo ra một file mới tên là main.css. Ở trong này tôi có cái class là right. Right thì width bằng 600 pixel, min 2 bằng 300 pixel, background là màu green. Class là left. Chỗ này chúng ta có thêm cái display cho nó là inline block. Inline block left thì nó sẽ có width bằng 500 pixel, min 2 cũng bằng 300 pixel, background bằng light blue, display cũng inline block. Như này. Được chưa? Bây giờ nó sẽ hiển thị như nào nhỉ? Hai cái thẻ này nó sẽ hiển thị như nào? Một cái bên trái và một cái bên phải, đúng không? Đúng chưa? Thế nếu mà trong trường hợp chúng ta tiến hành kéo cái này vào ra, nó sẽ bị ủn xuống dưới. Đúng không? Nó sẽ bị ủn xuống dưới. Thì thứ nhất là cái việc chúng ta code CSS ấy, thì nó sẽ, thứ nhất là chúng ta nó sẽ không thay đổi theo thời gian. Ngoài ra nó cũng không thay đổi được cái cách hiển thị của chúng ta theo cái độ rộng màn hình, đúng không? Ví dụ như chúng ta tiến hành inspect và tiến hành vào bấm vào cái nút này, chuyển sang thành iPhone 6 100%, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó bị kéo xuống bằng này luôn, đúng không? Chính xác không? Đó. Cho nên là cái giao diện của chúng ta ấy, nếu mà chúng ta code cái giao diện cho chỉ cho ngoài desktop không, tức là cho giao diện kiểu như thế này không thôi, và không quan tâm gì đến những cái màn hình, cái độ rộng màn hình khác, thì các bạn code rất dễ. Nhưng mà nếu như chúng ta có thêm nhiều cái website của chúng ta, có thêm nhiều những cái thiết bị có độ rộng màn hình khác nhau truy cập vào, ví dụ như cái điện thoại này, đúng không? Rồi ví dụ như điện thoại nó còn hai cái độ rộng cơ, một cái là xoay dọc portrait, một cái là landscape là xoay ngang, đúng không? Ngoài ra còn cái gì nữa? Tablet. Chính xác không? Tablet cũng có xoay dọc, cũng có xoay ngang, đúng nhá. Đấy là nãy giờ là chúng ta đảo qua ba loại độ rộng màn hình. Ok, ba loại độ rộng màn hình. Chưa hết, trên desktop chúng ta còn có nhiều loại độ rộng khác nhau. Ví dụ như màn hình của tôi, nếu mà tôi không cắm cái máy chiếu này thì cái độ rộng của nó, cái độ phân giải của nó là 2560 x 1920 cơ. Độ phân giải rất là lớn. Nếu trên màn hình của các bạn thì nó có thể lên 1920 x 1080 là màn hình Full HD. Thấp hơn một tí nữa thì nó có cái màn hình là 1600 x 1960 thì phải, nếu không nhớ không nhầm. Thấp hơn nữa thì nó là cái độ phân giải như hiện tại ở trên này nó đang chiếu là 1280 x 768. Đấy là cái độ rộng và độ dài của màn hình. Được chưa?
Đấy, cho nên là nếu mà chúng ta code fix cứng cho một cái độ rộng nào đấy thì nó sẽ không phù hợp cho những cái độ rộng khác. Đấy là cái dở của chúng ta khi mà code CSS. Thế nếu như ngày xưa ấy, nếu như là cách đây độ khoảng 5 năm, đến lúc đấy cái thời điểm đấy người ta bùng nổ ra cái thiết bị di động là web mobile ấy. Tức là các website, đến lúc đấy là điện thoại di động nó cũng có trình duyệt và nó cũng có thể là truy cập vào internet, vào website như bình thường, thì người ta cũng phải làm sao cho nó cho cái gọi là cái gì, cho những website đấy phù hợp hiển thị được trên các cái thiết bị di động. Thì người ta sẽ làm cách nào? Cách đây 5 năm người ta sẽ làm như thế này. Khi mà vào web, ví dụ như kiểu là vào t3h.edu.vn thì người ta sẽ chia ra làm hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là web chính là t3h.edu.vn, nó sẽ hiển thị cái màn hình trong desktop. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng thiết bị di động và truy cập vào cái đường dẫn này thì JavaScript của chúng ta, các bạn vừa học JavaScript xong, thì JavaScript nó có đủ khả năng để kiểm tra xem là thiết bị đang truy cập vào web đường dẫn này nó là thiết bị trên desktop hay là thiết bị di động Android, iOS, design kiểu hết. Thì dùng JavaScript người ta sẽ tự động chuyển đổi cái đường dẫn này, redirect cái trang của chúng ta sang một cái đường dẫn tên là m.t3h.edu.vn. Thì cái bộ sửa code này, cái website này là một bộ sửa code riêng. Một bộ sửa code riêng và nó cũng code HTML, CSS như bình thường. Nó sẽ hiển thị ra cái màn hình cho mobile. Cái khái niệm này người ta gọi là website. Ở trên này là website. Cái m chấm là website. Được chưa? Cách đây được khoảng 45 năm thì các bạn có thể tìm thấy cái này thường xuyên. Nhưng mà bây giờ thì các bạn chỉ có thể vào m.kênh14. Các bạn vào thử nó xem. Các bạn mở cái này ra. Mở cái bên này ra này. Bật cái này nhá. Đúng không? Xong các bạn vào kênh14. Kênh14.vn. Các bạn sẽ tự động nhìn nó chuyển sang là m.kênh14.vn, đúng không? Đây cái đường dẫn đi kìa. Nhìn thấy không? Đây là một bộ sửa code hoàn toàn khác. Nó không liên quan đến bộ sửa code mà kênh14.vn bình thường đâu. Cái bộ sửa code này, cái m chấm nó chưa kìa. Giới thiệu luôn nhá, cái kênh14.vn nó gọi là tên miền hay còn gọi là domain chính. Được chưa? Còn cái m chấm ấy, nó là, người ta gọi nó là cái này, cái m chấm này. Hay bất kỳ cái gì trước cái dấu chấm của tên miền chính, nó gọi là subdomain. Subdomain là tên miền phụ của cái trang này. Khi truy cập vào nó trỏ sang một cái bộ sửa code khác. Được chưa? Thì đấy nó là cái website. Bây giờ kênh 14 nó cũng làm như vậy. Làm như thế này thì nó tối ưu cho SEO tốt hơn. Nhưng mà nếu mà làm như thế này, các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm bất lợi của nó ngay lập tức. Đó là hai bộ sửa code khác nhau. CSS khác nhau, HTML, PHP khác nhau. Thì sao? Một trang web nhưng mà phải code hai lần. Đúng không? Số tiền phải trả cho lập trình viên để làm cái này thì nó tăng gấp đôi so với bình thường. Đúng không? Cho nên là làm cái này rất tốn thời gian và tốn công sức cũng như chi phí phát triển. Thì đấy là 5 năm trước. Nhưng mà sau đấy người ta với CSS3 ra đời thì người ta có những cái đột phá mới về công nghệ và người ta làm những cái tính năng hỗ trợ cho cái việc website có thể hiển thị được trên nhiều cái thiết bị di động, nhiều độ rộng của màn hình. Thì người ta sẽ khai sinh ra một cái công nghệ tên là Responsive. Responsive, đây là một từ mới, từ này các bạn tra trong từ điển không có đâu. Từ này là từ mới, respond là phản hồi. Được chưa? Sip nó chuyển là kiểu là tính năng. Đây là website phản hồi cho nhiều cái độ rộng, cho nhiều kích thước của màn hình khác nhau. Thì người ta gọi là responsive. Thì khi mà chúng ta làm cái này thì chúng ta chỉ có một bộ sửa code thôi. Một file CSS. Nhưng mà cái CSS này nó sẽ áp dụng cho nhiều cái kích cỡ màn hình khác nhau, hiển thị đều được cả. Thì đấy nó là cái responsive. Khi mà làm như thế này thì người ta chỉ code một bộ thôi nhưng phục vụ cho nhiều màn hình khác nhau. Thì cái chi phí cũng như là cái công sức người ta bỏ là không quá nhiều.
để làm hoàn thiện được một website để cho nhiều cái thiết bị khác nhau. Thế vậy thì cái thằng Responsive này nó cái cơ chế hoạt động của nó là gì? Rất dễ thôi. Như sau. Chúng ta nếu mà cần tìm kiếm, search duy nhất một cái là CSS Responsive. Một phát là ra ngay. VK3School cũng có. Đây. Responsive Web Design Introduction. Trang này nó có rất là, nó có nhiều. Đây. Đây là cho, bình thường là cho desktop này, cho tablet này hiển thị như này, cho phone thì hiển thị như thế này. Một file CSS nó sẽ làm được cái việc đấy cho chúng ta. Thì để làm được thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải có cái viewport đó. Viewport đó. Được chưa? Tôi sẽ giải thích cho chúng ta xem cái viewport là cái gì nhá. Ví dụ trang này tôi chạy lại này. Rồi nhá, đây đang như này đúng không? Tôi bật F12 lên. Tôi bấm vào đây. Các bạn nhìn thấy nó, cái này nó tự động nó thu nhỏ lại đúng không? Nó chỉ đơn giản là nó thu nhỏ lại được chưa? Được chưa nhỉ? Bây giờ tôi thử thêm cái viewport này vào xem nó như thế nào. Copy. Về vào đây. Meta viewport. Các bạn nhìn thấy gì? Nó tràn ra đúng không? Thế vậy cái viewport này là ý là như nào? Đơn giản là tràn ra là xong. Đúng không? Là như nào? Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Thấy 600 pixel. Nếu tôi tăng cái này lên 800 pixel sao? Nó vẫn thế. Nhưng mà các bạn nhìn cái độ rộng này. Cái này độ rộng là có 375 thôi. Đúng không? Cái màn hình độ, cái màn hình của iPhone 6 cái độ rộng của nó đúng là chỉ có 375 pixel thôi. Nhưng mà nó, các bạn có để 600 hay để 700 nó vẫn thế. Đây, tôi giảm cho các bạn coi. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Nhìn thấy gì không? Các bạn nhìn thấy gì? Đó, thấy chưa? Thấy gì? Cái viewport đấy nó chính là cái cố định lại cái màn hình của chúng ta. Các bạn đọc nhé. Search Google xem viewport là cái gì. Meta viewport là gì? Đây. Đây. Khi mà chúng ta nhét cái viewport vào ấy, thì cái độ rộng thì nó thì cái độ rộng của màn hình ấy nó sẽ luôn luôn được. Thực ra là nó là cố định rồi đúng không? Cái màn hình làm sao có thể kéo được ra thành 500-600 pixel chiều rộng đúng không? Khi mà chúng ta có cái viewport thì sao? Những cái thẻ trên trang của chúng ta nó sẽ tự động nó lấy ra theo cái, nó sẽ chia tỷ lệ theo cái thẻ có độ rộng lớn nhất. Được chưa? Ngoài ra nữa là nó không cho phép người dùng có thể zoom ra zoom vào website để thay đổi cái kích cỡ. Được chưa? Thì để làm các concept chúng ta chỉ cần nhớ thôi. Về cái viewport này thì nó khá là khó hiểu cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhớ thôi, để làm được responsive chúng ta phải có cái đoạn meta viewport content with design divide with initial scale bằng 1. Chỉ cần nhớ cho tôi duy nhất một thứ, đó là để làm được responsive chúng ta bắt buộc phải có viewport này cả. Vậy thôi. Được chưa? Đây là cái điều đầu tiên. Tiếp theo điều thứ hai. Điều thứ hai, với cái responsive chúng ta sẽ xử lý được các cái độ rộng màn hình khác nhau với một thứ gọi là media query, a còng media screen and max width. Ví dụ tôi để max width bằng 500 pixel. Thì riêng cái thằng right này tôi sẽ viết lại cái CSS của nó. Width tôi không thay đổi, min 2 tôi không thay đổi, background thành 1, red display tôi không thay đổi, tất cả mọi thứ tôi không thay đổi, tôi chỉ thay đổi mỗi cái màu nền thôi.
Max là gì? Tối đa. Tối đa. Ra width là gì? Chiều rộng. Chiều rộng tối đa bằng 500 pixel thì cái này sẽ được áp dụng. Bây giờ chúng ta coi nó thành cái gì nhá. Được chưa? Thấy gì? Nó sang màu gì? Đỏ này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái này thành các con sim này. Tôi kéo nhá. 498. Đây là 500 đúng không? Chưa vượt quá 500. Vượt 500 này. Thấy gì không? Đổi màu đúng không? Tức là sao? Cái đoạn A cộng Media Screen and Max Width này á, nó quy định một điều là khi độ rộng của màn hình lớn nhất bằng 500, tức là từ 500 đổ xuống. Được chưa? Từ 500 đổ xuống thì cái đoạn CSS này được áp dụng. Được chưa? Còn trên 500 thì thôi, trên 500 nó không còn nghĩa vụ được thực thi nữa. Được chưa nhỉ? Thế cho nên là từ 500 đổ xuống, tức là max width là độ rộng tối đa bằng 500 thì cái đoạn này được áp dụng. Đúng không? Áp dụng là cái class, à cái selector là class right thì sẽ được áp dụng là cái background bằng red. Còn ngoài cái này ra là ngoài cái vùng nó được tác động rồi, cho nên là cái background nó sẽ chuyển sang màu green. Được chưa? Đấy nó là cái, là cái cách chúng ta sẽ làm với cái với responsive. Ví dụ như sau, với cái điều kiện bình thường của tôi thì width của thằng right này nó sẽ bằng là 600 pixel đúng không? Thằng right này sẽ có width bằng 600 pixel, min 2-300, background là green. Được chưa? Nhưng mà nếu mà với cái màn hình 500 này tôi sẽ để cho nó width bằng 100%. Width bằng 100%, background là red. Còn thằng left này với cái màn hình có độ rộng bằng, độ rộng bằng hoặc nhỏ hơn 500 pixel thì nó sẽ biến mất, thì tôi sẽ có display gì? Làm sao để nó biến mất? Làm. Đây, hiện tại nó vẫn đang hiển thị đúng không? Đây tôi co nhỏ vào này. Thằng dưới bay mất rồi. Đúng không? Đấy là cách chúng ta sẽ làm việc với cái media query. Được chưa? Và làm việc với responsive thông qua cái kênh này. Bây giờ các bạn thử đi. Cho các bạn một thời gian 5 phút để các bạn ngồi thử xem code lại xem phần này nó như thế nào. Có dễ hiểu không? Có dễ làm không? 1. Viewport. 2. A cộng media. Các bạn giữ nguyên cho tôi cái đoạn này nhé. Còn kích cỡ này chúng ta có thể là thay đổi. Chúng ta có hai loại là max width và min width. Được chưa? Thử ra nó có thay đổi không?
Được chưa? Chạy được không? Nó xem nào. Có cái quạt chưa? Dạ, dễ không? Không gì có gì đâu mà không. Phần sau mới gọi là khó, phần này còn dễ giá. Thế nên đấy là lý do vì sao đến bây giờ tôi với giới thiệu chúng ta cái này. Bởi vì nó không dễ làm quen. Nhưng mà với cái kinh nghiệm làm tách file riêng như này của GS thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận nó dễ dàng hơn tí. Đúng không? Tiếp theo này. Cái triết lý thiết kế của cái phần mobile này sẽ làm như này. Theo các bạn thì mobile nó sẽ thiết kế như thế nào? Những cái yếu tố để làm một cái giao diện cho phần mobile thì là như thế nào? Nhất, web của chúng ta, tôi chia đôi rồi nhé. Web của chúng ta thì nó sẽ là kiểu dạng như này, theo hàng ngang, cổ dọc. Đúng không? Như này. Rồi như này. Đúng không? Nó hiển thị được nhiều được theo hàng dọc, hàng ngang. Đúng không? Nhưng với mobile thì do cái diện tích của màn hình nó hẹp. Đúng không? Với mobile chúng ta chuyển sang cái giao diện này sang thì nó sẽ như nào? Nó sẽ chỉ có bằng này thôi. Đúng không? Với bên này đây là cái logo đúng không? Logo thường được sẽ là được giữ lại và đánh vào giữa, được giữ lại cái logo. Đúng không? Đây là cái phần menu thường thường chúng ta sẽ những cái phần ví dụ như search, siết các thứ kiểu search này rồi favorite các thứ bỏ đi, loại bỏ hoàn toàn. Những cái này nó không cần không quá quan trọng trên giao diện mobile cho nên là chúng ta bỏ nó đi. Tiếp theo là cái phần menu, chắc chắn một trang phải có menu rồi đúng không? Trên mobile cái này không bỏ được. Thế vậy thì làm nào để hiển thị? Chúng ta phải cốt riêng một phần mobile và chúng ta đặt nó vào một cái giống như này. Đây là cái gì biết không? Gọi là cái này là gọi là hamburger. Nghe như cái bánh nhỉ? Thì đây chính là hình cái bánh kẹp. Nên người ta gọi nó là hamburger, bánh kẹp 3 tầng này. Đúng không? Và hamburger khi bấm vào đây, tất nhiên chúng ta cũng phải dùng cả GS nữa để làm cái này. Thì chúng ta khi mà bấm vào đây thì nó sẽ sổ ngang xuống dưới và chiếm toàn bộ màn hình luôn. Đúng không? Thì đấy là cách chúng ta làm cái đưa cái menu này về cái phần này. Tất nhiên phần này chúng ta phải cốt riêng. Cái phần hamburger và cái phần menu cho mobile chúng ta phải cốt riêng, không thể gộp chung vào được. Đấy là cái cách làm cho phần header. Xong đúng không? Xong rồi. Tiếp theo những cái phần này, chúng ta đang thiết kế nhiều chiều ngang thì chúng ta phải có hai cách làm. Thứ nhất chúng ta phải quyết định. Thứ nhất, cả hai phần này khi mà nếu mà còn giữ lại ở trên di động thì chúng ta phải thiết kế theo kiểu dạng như thế này. Đây là phần trên tương ứng. Đây phần này xuống dưới. Hai thằng đều chiếm 100% quỹ. Chứ không phân chia được các cột như thế này. Đúng không? Màn hình chúng ta chỉ có thế, không phân chia được. Cùng lắm là chia đôi thôi. Cùng lắm là chia đôi thôi, chứ không thể nào mà một thằng to, một thằng bé được như trên web được. Hoặc giữ lại thằng to, bỏ thằng bé. Đúng không? Giữ lại một phần thôi. Và cả các phần bên dưới thì cũng vậy. Các phần bên dưới thì chúng ta có thể lựa chọn theo hướng. Đó là cứ đôi ra và sẽ có cái slideshow bên này. Kéo sang, kéo ra, kéo bạn, đẩy sang trái, đẩy sang phải. Thì sẽ làm tương ứng với các cái phần. Các cái ví dụ đầu tiên điểm hai cái này, kéo sang điểm hai cái này, đúng không? Hoặc là kéo sang từ đây nhích sang đây, nhích sang đây, kéo sang lại nhích sang đây, nhích sang đây, được chưa? Mỗi lần kéo sang là một cái hình đứng trôi. Đó là về cái thiết kế của mobile sẽ là đưa hết về hàng dọc và loại bỏ những thứ không cần thiết. Đó, đấy là cách xử lý cho
cho mobile, web mobile. Được chưa? Có nào thắc mắc gì không? Tiếp theo một phần nữa, đó là cái hướng chúng ta sẽ làm web cho kiểu dạng web on-site như thế này thì sẽ làm như kiểu gì? Sẽ làm như thế nào? Thực ra bây giờ người ta đang có hai hướng như sau, cả thế giới chỉ có hai hướng thôi. Một hướng đây là mobile first, một hướng là desktop first. Mobile first tức là chúng ta sẽ code toàn bộ giao diện cho mobile trước. Được chưa? Kể cả ngoài web to này chúng ta cũng là hiển thị cho di động trước. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng media screen and min width. Được chưa? Media screen and min width cho các cái màn hình với cái độ rộng lớn hơn. Xong. Bây giờ làm từ bé đến to. Và bây giờ đến hầu hết, gần như là 90% các cái website đều làm theo hướng mobile first. Kể cả thư viện Bootstrap rất là nổi tiếng, các bạn nghe bao giờ chưa? Cái thư viện Bootstrap đấy ra bản 4 nó cũng làm theo hướng cả mobile first. Được chưa nhỉ? Còn một hướng thứ hai là hướng desktop first, tức là cái hướng này chúng ta thiết kế giao diện cho desktop trước, sau đó dùng Max Grid để loại bỏ bớt những cái thành phần không cần thiết đi. Được chưa? Theo các bạn, cách nào dễ hơn? Hả? Cách nào dễ hơn? Desktop dễ hơn à? Vì sao dễ hơn? Dễ chia hơn. Sai. Làm cho cái mobile thì dễ chia cả. Ngoài ra, cái desktop khi mà chúng ta thường thường khi chúng ta sẽ chỉ có làm tốt khi thêm những thứ mới vào, chứ còn loại bỏ bớt những thứ khác đi thì nó khó hơn. Được chưa? Thì đấy là cái hướng chúng ta làm. Đấy là hai hướng. Tiếp theo đến cái đoạn các bạn nhìn thấy cái mắc quýt này không? Nhìn thấy mắc quýt không? Cái này này, cái tọa độ này, người ta gọi cái này với cái khái niệm tên là breakpoint. Cái này người ta gọi là breakpoint. Breakpoint. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là bây giờ website của chúng ta sẽ có bao nhiêu breakpoint và nó phù hợp, nó tương thích với những cái. Cái gì? Cái đấy tính sau. Cái đấy không phải là cái phần ta bây giờ học. Đúng không? Tí nữa tôi trả lời lại. Tưởng hỏi cái liên quan đến cái đang học bây giờ chứ. Cái phần đấy là nếu mà bạn hỏi, bạn hãy hỏi từ những cái ngày trước rồi. Còn hoặc là hỏi sau giờ học. Chứ bây giờ tôi không trả lời những cái vấn đề đấy. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những cái breakpoint. HTML responsive breakpoint. Responsive breakpoint. Đây. Theo chiều hướng là mobile first. Đây, các bạn có thể tìm hiểu thêm mobile first. Đâu nhỉ? Ủa, cái thằng của nợ này nó vứt cái mớ breakpoint rồi. Tầm bậy tầm bạ. Phần này không phải. Các bạn chờ tôi tí để tôi xem cái breakpoint. Đây, đây là mớ breakpoint của chúng ta. Sao ít thế nhỉ? Medium này. Smartphone này. Ủa ôi, mớ breakpoint này nó chi tiết quá. Đây. Đầu tiên là có thể là từ 1690. Breakpoint đầu tiên là 1690, 1280, 980, 736, 480. Đây là một cái loại medium. Nhưng mà thường thường là người ta sẽ dùng cái này này. Thường thường là 480, 590. Cái gì đây? Max width.
Từ từ nhá, để tôi xem lại nha. Cái này hơi ngu à. Bootstrap 3 breakpoint. Để tôi xem lại đã. Tôi không nhớ lắm. Nó không liệt kê danh sách à? Đây ạ. Đây là các breakpoint của chúng ta. 320 này, 480 này, 720 này, 768 này. Ủa cái gì đây? Sao nó có loạn hết cả lên này trời. Từ từ nhá, để tôi tìm nó. Khá là nhiều. Đủ lắm. Từ. Nó cũng không nhiều đâu mà, chỉ có mấy cái thôi. Electric. Hình như trong này có này. Break. Đây rồi. Đây đây cái tập này. 320, 480, 600, 800, 768, 1024, 1025. Đây là các break point của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thiết kế như sau. Chúng ta làm theo hướng là mobile first. Thì chúng ta sẽ thử thiết kế như sau. Tôi tạm thời tôi xóa trắng phần này đi. Code bình thường nó ở trên này. Tiếp theo là code của phần đây của phần mobile dọc. Đúng không? Mobile theo hàng dọc. Chúng ta sẽ có là A cộng media screen and min width bằng 400, như bình thường nó là 320 rồi nhá. Chúng ta sẽ tiếp theo sang là 480 pixel. Đây mobile trong hàng ngang. Xin lỗi các bạn, mobile trong hàng ngang. Tiếp theo đến máy tính bảng theo chiều dọc thì sẽ là tablet dọc thì sẽ là min width bằng 600 đúng không? 600 pixel. Tiếp theo là theo tablet ngang 800. Tất nhiên có cái 768 nữa. 768. Tablet to. 768 pixel. 600, 768, 800. 1024. Đây là desktop. Một không hai bốn.
Đó, bây giờ chúng ta test. Ví dụ cái write, tôi tạm thời bỏ cái lab đi. Tôi có cái class write ở đây. Class write ở đây. Chúng ta sẽ có width bằng 100%, height bằng 200 pixel, background green. Được chưa? Giờ chúng ta chạy thôi. Open in browser. Đây bắt đầu rộng là bằng này đúng không? Tôi kéo ra ngoài nhé. Tôi kéo ra ngoài cho nó dễ là. Bắt đầu rộng này này. Bây giờ chúng ta sửa nó. Ví dụ như trên màn hình tablet dọc. Bắt đầu từ tablet dọc thì chúng ta chỉ cho cái width của thằng Ryan này rộng có một nửa thôi. Chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta sẽ tính là tablet dọc đây. Vẫn là thằng right này. Chúng ta sửa lại cái này còn 50%. Bỏ cái 2 đi. Background chuyển sang màu là light blue. Được chưa? Thử cái nhé. Thấy nó sang màu này chưa? Màu light blue và nó rộng 50% đúng không? Co nhỏ vào. Bật cái developer tool lên. Tắt cái này đi. Chúng ta nhìn ở đây cái kích cỡ này. Ở trên cái góc trên bên phải này. Nó kích cỡ đấy. Kéo lại. Kéo vào này. 900, 800, 700, 600. Một. Đây, đúng 600 pixel thì nó bằng này đúng không? Nhỏ hơn 1 pixel thôi. Nó sẽ rộng 100%. Đúng không? Rồi sao nữa? Nhưng mà với cái loại này trên màn hình tablet to, tablet ngang thôi, chỉ muốn nó chiếm 2/3 thôi, nó chiếm tận 2/3 cơ. Đúng không? Thì nó sẽ là khoảng 66%. Đây là lighting. Lighting. Đúng không? Nên 800 pixel nó lại là 66% cơ. Thử cái nhá. Kéo ra. 808. Đúng không? Nó bằng 66% của độ rộng. Nó là như thế này. Ra ngoài desktop bình thường thì cái con này nó chỉ hiển thị là 30% thôi. 33,33%. Và đây là màu gray. Kéo ra 1024. Đúng không? Đó là cách chúng ta sắp xếp các cái thẻ của chúng ta ở trên cái
các cái giao diện khác nhau, đúng không? Các cái giao diện khác nhau. Thế là sao? Hết phim. Không nhỉ? Nhưng mà nếu mà chúng ta code như này có sợ dài quá không? Hãy nghĩ sau này cái màn hình của chúng ta, riêng cái desktop không, nó một rổ rồi. Nếu mà viết này có sợ dài quá, nó sẽ rơi đến tầm vài nghìn dòng là chuyện bình thường. Thế có cách nào giải quyết không? Chắc là có, tôi mới nói thế. Đây, chúng ta sẽ thử. New file tên là desktop.css, đúng không? Và tôi bê cái đoạn desktop này vứt sang, cắt, vứt sang, đúng không? Ở trong file main này tôi a còng include, đúng không? Tôi tìm lại nhá, không tôi lại quên mất rồi. CSS include other CSS đây. Import hay sao tôi không nhớ lắm. Import hay include gì đấy. À đây, import. À còn import chứ không phải include nhá. Import URL bằng desktop. Desktop.css. Thử coi sao nhá. Ủa đâu rồi? Nếu mà bây giờ cái này vẫn chạy, vẫn có màu xanh, màu đen này thì tức là tôi import thành công. Tèo rồi đúng không? Đây là tèo rồi này. Cái này lên, sao nó có fail gì không? Đây là import tèo này, đúng không? Thế vậy phải làm nào? Import gì? Public sược CSS sược desktop, thử xem này được nhá. Vẫn tèo. Làm sao? Chỉ số tiếp. Link CSS này media on. Cái gì đây? Import này. Media type. Chờ tôi đi nhá, để tôi tìm đã. Media type. Chẳng biết cái này kiểu gì. Bởi vì tôi không hay code CSS cho nên là phần này bị ngu. Copy vứt vào đây, thử coi. Import URL bằng desktop. Không được rồi. Chẳng nhẽ không được à? Để thử lại nhé. Đây chúng ta có cách giải pháp tình thế như sau. Cái này còn thiếu cái gì đấy? CSS. Tôi vừa nhìn thấy cái đoạn gì. Ok, chúng ta có giải pháp tình thế là copy cái này là desktop vứt xuống dưới. Desktop CSS. Thực ra chúng ta không phải dùng cách này đâu nhé. Cách này là cách bậy bạ tôi nghĩ ra thôi, chứ không phải là cách chính thống đâu. Như này thì được này, đúng không? Thu nhỏ vào thì nó ra cái thằng khác, tức là vẫn được. Nhưng mà thực ra cái cách này là cách bệnh do tôi vừa mới nghĩ ra. Chứ còn có những cái cách khác, bởi vì trong tôi xem trong mấy cái thư viện ấy là nó có cái phần là import file CSS, một file CSS khác vào trong này rồi. Có. Để tôi xem lại xem. CSS responsive import another CSS file. Đây này, nó có này.
Tôi nhớ là nó có. Import URL. Không có. Không có. Thử lại phát nữa nhé. Import cái desktop. À còn import URL bằng desktop.css này. Comment dòng này vào. Không được. Không chạy được. Không chạy được file này. Không chạy được. Thì đành phải viết cái này vào. Cái này để tôi sửa sau nhé. Để tôi về tôi tìm lại tôi sửa sau. Tạm thời các bạn cứ nhét cái phần này vào đây. Đấy chưa? Đấy là cách chúng ta làm CSS cho phần responsive này. Chia ra các breakpoint, sau đó sắp xếp lại cái giao diện của chúng ta. Thì cách làm cũng như giống như cách chúng ta làm cái phần làm sao ngày xưa thôi. Đó là chia những cái ô, chia nhỏ những cái ô và sắp xếp các cái ô đấy trên những cái độ rộng màn hình khác nhau trước, sau đó thì mới chèn cái nội dung nó vào. Đó là cái sự khác nhau, được chưa nhỉ? Thì đấy là về cách làm responsive thôi. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng một cái thư viện. Tất nhiên là chúng ta không phải bị nắm được cách, khi mà đi sau này đi làm phải nắm được cách làm về CSS, làm về responsive. Nhưng mà hầu hết là người ta sẽ sử dụng thư viện để làm. Thì với chúng ta có một cái thư viện, nó sẽ tên là responsive, một cái thư viện giúp chúng ta làm responsive rất dễ. Tên thư viện này nó là Bootstrap. Chúng ta vào trang getbootstrap.com. Getbootstrap.com. Bootstrap là một cái thư viện rất là nổi tiếng và 80% cái số lượng website làm mới bây giờ là xây dựng trên cái nền của cái thư viện Bootstrap này. Thì hiện tại nó đang ra đến cái bảng là 4.0, tức là nó vẫn là đang bản test beta, sắp sửa ra chính thức bản 4.0 rồi. Đau làm gì, từ từ. Đây, các ông vào bản 3.3.7 cho tôi. Được chưa? Bản này chưa chính thức nha. Dùng thì dùng được rồi, nhưng mà chúng ta cứ dùng cái bản nó đã release rồi, bởi vì bản này ra thì ra rồi nhưng nó vẫn còn lỗi. Thì chúng ta dùng vào cái trang 3.3.7 thì sẽ vào getbootstrap doc 3.3, được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành là download bootstrap về. Download về, chúng ta download ở cái phần đầu tiên này, click vào đấy. Bootstrap 3.3.7 dis.zip. Được chưa? Giải nén ra. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta tiến hành đổi tên. Đổi tên của nó. Đổi tên trở thành Bootstrap. Sau đó copy Bootstrap, nhét vào trong cái thư mục code của chúng ta ấy. Đây là K30B2 đúng không? Buổi này buổi 35. Public. Tạo thêm một thư mục tên là plugin. Plugin, paste Bootstrap vào trong đấy. Thank you.
Được chưa? Nhét vào. Xong bây giờ chúng ta làm gì nữa? Link nó vào. Đây chúng ta có public plugin này, Bootstrap này, CSS này đúng không? Chúng ta sẽ làm như sau. Link, thẻ link sẽ là public sược plugin sược CSS sược bootstrap.min.css. Nhét nó vào. Tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng cái Bootstrap này. Bootstrap này nó có cung cấp cho chúng ta cả CSS, cả font, cả JS. Thì chúng ta học CSS trước, JS học sau. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu Bootstrap trước đã. Đây, document. Getting started. Ủa, sao treo à? Mang lởm vãi. Overview. Các bạn vào bấm vào cái CSS này nhá. Bấm vào CSS này. Được chưa? Cái phần Bootstrap này, cái hay nhất của nó á, cái CSS này, à cái Bootstrap này này, cái Bootstrap này này, thì thứ nhất là nó sẽ sử dụng HTML5. Đấy là nó sử dụng HTML5. Cái thứ hai là Bootstrap thiết kế theo hướng mobile first, tức là cái mà chúng ta vừa mới học đấy. Bây giờ mobile first. Cái thứ hai là nó nhúng cái normalize CSS vào. Normalize CSS là gì? Chúng ta hãy hiểu như này. Trên các trình duyệt khác nhau thì về mặt bằng chung thì các thẻ sẽ được hiển thị gần như là giống nhau. Được chưa? Tuy nhiên trên mỗi trình duyệt khác nhau nó sẽ có những cái điểm khác riêng. Ví dụ như là ví dụ dễ nhất ấy, các bạn viết cái thẻ checkbox ra, input type checkbox viết ra. Sau đó các bạn chạy bằng Chrome, các bạn chạy bằng Firefox, các bạn chạy bằng IE sẽ nhìn thấy cái sự hiển thị của nó khác nhau. Làm thử luôn đi. Sao thấy nó khác nhau? Thử xem viết một cái thẻ input checkbox là tất nhiên là comment cái dòng Bootstrap vào. Các bạn tạm thời comment cái dòng Bootstrap này vào. Đây comment cái dòng này vào này. Sau đó tôi sẽ tiến hành là viết ở đây một thẻ input type bằng checkbox. Được chưa? Tôi chạy cái này bằng bằng Chrome. Google Chrome. Bạn nhìn nó như này đúng không? Nhìn thấy không? Được chưa? Tôi copy cái đường dẫn này, tôi chạy nó bằng Safari. Hai thằng này nó cùng nhân thì nó giống nhau. Firefox. Ủa sao nó giống nhau vậy? Nhưng mà hình như nó to hơn một tí. Các bạn chạy đặc biệt, các bạn chạy bằng IE ấy. Mở IE chạy thử xem nó khác không? Của tôi không có. Nó khác không? Nó khác hẳn luôn đấy. Bởi vì ba thằng Safari, IE và Chrome nó phát triển trên nhân của Mozilla. Thì IE nó sẽ khác rất là nhiều. Đúng không? Cho nên á, để cho tất cả, cho nên để tránh cái việc hiển thị khác nhau ở trên mỗi trình duyệt, đặc biệt là cái trên IE nó thậm chí nó khác về kích cỡ luôn đúng không? Nhìn nó khác về kích cỡ không? IE bé hơn à? Đấy. Thì cái việc để đảm bảo cho cái việc tất cả các giao diện màn hình hiển thị thật giống nhau thì chúng ta phải có một cái file gọi là cái file normalize CSS, tức là đưa hết tất cả cái style của các cái thẻ ở trên màn hình về hết một kiểu, kể cả trên IE cũng hiển thị một kiểu, trên Firefox cũng hiển thị một kiểu, trên Chrome cũng hiển thị một kiểu chung ấy. Được chưa? Đấy là cái normalize. Tiếp theo là cái container. Cái class này là cái class rất nổi tiếng.
Nó sẽ giúp cho cái giao diện của chúng ta, thứ nhất nếu mà chúng ta dùng container thì giao diện nếu nó to như này, cho màn hình to ấy, thì nội dung nó chỉ chiếm đúng một phần vào này thôi, nó cắt đều hai bên, cách đều hai bên này. Và tất nhiên nó sẽ responsive cho tất cả các độ rộng của màn hình. Ví dụ như sau, chúng ta nhét cái bút cháp vào, sau đó chúng ta có một cái thẻ div ở đây, có class bằng container, class bằng container, cái này tôi để style là background bằng green, style bằng background green. Min 2 bằng 300 pixel. Thấy không? Bây giờ tôi zoom vào nhá. Tôi zoom out vào. Ủa, cái sai gì ạ? Container class container. Hình như tôi viết sai. Ở đây đường dẫn sai rồi. Public này, plugin CSS bootstrap.min.cs. Sao không ra nhỉ? Tôi viết sai gì à? Public này. Plugin. Có min name. À đúng rồi, còn thiếu cái bootstrap. Đúng không? Plugin rồi đến bootstrap. Các bạn thấy không? Tôi zoom out hay zoom in. Nó luôn luôn cách hai bên một khoảng đúng không? Tôi về không, nó bằng này. Đúng chưa? Nó không bao giờ nó bị rộng hẳn ra ngoài. Được chưa? Đây là cái nội dung, phần nội dung của chúng ta sẽ nằm trong này. Và tất nhiên nó responsive. Với cái màn hình mobile thì nó sẽ chiếm hết toàn bộ độ rộng. Xong chưa? Đây là thẻ container. Tiếp theo, chúng ta nếu mà trong chúng ta không thích cái container của chúng ta nó co vào giữa như vậy, chứ thích rộng hết màn hình không, chúng ta có class là container float. Container float, chúng ta sửa lại cái này. Đây, cái thẻ này đang là thẻ container đúng không? Tôi tắt cái này đi. Thẻ này đang thẻ container đúng không? Chúng ta sửa container thành container float. Thế nó rộng hết không? Không cách viền tí nào luôn. Được chưa? Đây là hai cái thẻ chúng ta phải nhớ. Hai thẻ này rất nổi tiếng ở trong Bootstrap. Tiếp theo, cái phần chúng ta cần phải nắm được nữa đó là cái grid system. Grid là như kiểu mạng lưới. Được chưa? Thì cái triết lý của grid này nó sẽ chia như sau. Đây, grid thì chúng ta sẽ làm trên tổng độ rộng của thằng cha. Thì theo những cái cách tính toán của chúng ta ấy, thì tất cả những cái hàng ngang này và những cái cách chia của chúng ta trên cái chiều rộng của màn hình ấy, thì mỗi một cái chiều rộng này nó chia thành 12 đơn vị. Thấy chưa? Nhớ nhé, nhớ tôi. 12 đơn vị. Thấy chưa? 12 đơn vị. Bởi vì 12 nó sẽ là cái gì? 12 nó sẽ là bội số tức là chế này. Cho 12 này là rộng 100% này, đúng không? Cho 2/3 này là mấy? 2/3 là 2 và 3. 2/3 của 12 là bao nhiêu? 8. 1/3 là bằng 4 đúng không? Đúng chưa? Tức là chúng ta, thứ nhất, tôi chia như này nhá. Độ rộng thứ nhất là 100% thì để dùng 12 luôn. Độ rộng 2/3, 1/3 thì sẽ là 8, 4. Đúng chưa? Độ rộng một nửa thì là 6. Độ rộng 1/3 thì là mấy? 4. Đúng chưa? 3/3 thì là 3. 3. Đúng chưa? Rộng 75%. 75%. 3/4 đấy. 3/9.
Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Thoải mái hết chưa? Tất nhiên nếu thích thì 1111111111 đấy được. Đúng không? Đủ tất cả các cách sắp xếp của web của website không? Đấy là lý do mình vì sao mình đã chọn cái số 12 này để làm cái grid. Xong chưa? Và trong cách sắp xếp của chúng ta, đây thứ nhất nhớ được cái số 12 này. Xong chưa? Và những cái cột này, đây gọi là cột này. Yeah, người ta gọi cái điển tố ban đầu là class, ở trong bức tranh dùng class, code. Muốn cái độ rộng của thẻ của mình bằng bao nhiêu thì code bằng đấy. Xong chưa? Muốn độ rộng của thẻ của mình bằng bao nhiêu thì code bằng đấy. Tất nhiên nó sẽ upgrade concept luôn được các bạn. Đấy là một cái. Cái thứ hai là upgrade concept. Co ra co vào nó còn cái độ rộng nó còn phụ thuộc vào cái độ rộng nó còn phụ thuộc vào cái thiết bị nữa cơ. Nếu chúng ta muốn nhầm cho thiết bị, và chúng ta sẽ có bốn kích cỡ thiết bị ở trong bản bootstrap 3. Đó là thiết bị là laser cho những cái màn hình rất lớn, ví dụ như màn hình của tôi là màn hình Full HD, được chưa, thì là laser. Màn hình bình thường, ví dụ màn hình là 14 inch của các bạn là màn hình là 1360x768 thì sẽ là màn hình là medium. Màn hình tiếp theo là màn hình small, tức là màn hình cho tablet là small. Màn hình cuối cùng là màn hình cho mobile thì nó đặt là extra small, siêu nhỏ, đúng không? Thì tương ứng với những cái màn hình này, nó cũng có những cái laser là côn trừ LG, được chưa? Côn trừ LG cho cái màn hình LG thì rộng bằng nào? Đây ví dụ như 84 côn trừ LG trừ 8, phần này là côn trừ LG trừ 4, được chưa? Cho màn hình medium thì chúng ta có côn MD, viết tắt của từ medium, lại côn trừ MD trừ 4, côn trừ MD trừ 4, trừ 4, được chưa? Tiếp theo small, chúng ta có SM. Small là dành cho những cái độ rộng màn hình từ 768 cho đến 900 bao nhiêu, 981 thì phải. Được chưa? Đấy là small. Và màn hình extra small là nhỏ hơn 768, tức là cho thiết bị di động thì nó sẽ là XS. Được chưa nhỉ? Đây chúng ta coi nhá, xem cái mới này tác động đến cái giao diện của chúng ta như thế nào. Đây. Tạm thời tôi để thằng này là container để cho nó căn ở giữa. Tôi sẽ có một cái div nữa. Div có class là côn trừ LG trừ 8 và BG trừ green. Được chưa? Viết tag ở đây. 8. BG danger. Quan thấy nó đúng 8 không? Được chưa? Đây, tôi viết lorem ở đây nhé. Nó dài. Đúng 8 không? Chính xác chưa? Tôi viết nốt phần bên này. Tôi viết nốt phần bên này nhé. Deep chấm côn trừ LG trừ 4 chấm BG trừ succeed. Vừa khít không? Sao? Đúng chưa? Bây giờ co vào nhá. Đúng chưa? Cái màn hình nào là laser thì nó sẽ áp dụng cái đấy. Còn cái nào nó nhỏ hơn laser thì nó đưa về mobile. Mobile first mà. Ngoài cái laser ra thì nó sẽ đưa về mobile. Mà mobile làm sao? Kể cả ông chia đôi hay chia mấy thì đưa về mobile nó là theo hàng dọc hết. Hai thằng sẽ có độ rộng bằng nhau. Đúng chưa? Xong nhỉ? Tiếp. Ok, các bạn làm đi đã. Các bạn làm đi đã. Không lại không được cái gì vào đầu.
Được chưa? Xong chưa? Nó có sẵn cho chúng ta những cái class. Ví dụ như côn LG từ 1 cho đến 12, côn MD từ 1 cho đến 12, côn XS từ 1 cho đến 12, côn SM từ 1 cho đến 12. Ngoài ra về cái background, nó có 4 loại background là côn BG Danger, côn BG Succeed, côn BG Primary, côn BG Warning, là 4 loại tương ứng mà Danger là đỏ, Warning là vàng, Succeed là xanh lá, Primary là xanh da trời. Có một loại nữa là Info, da trời nhạt. Được chưa? Hả? Hết màu rồi. Cái gì? Không ra màu ạ. Không ra màu ấy hả? Không ra màu thì xem cái việc import file CSS đã đúng chưa? Chỉ có là sai file CSS thôi. Cái gì? File nào? File CSS nào? Đây à? Hay file này? File này có cái chó gì đâu mà xem. Cái file này xem làm gì? File này file min mà đây cho xem. Đấy, đọc đi. Đọc đi. BG Danger. Xem viết đúng không? Được chưa? Trong trường hợp, thôi được rồi, dừng lại đấy nhá. Trong trường hợp chúng ta không muốn nó kiểu là thu nhỏ vào, nó luôn luôn là 2/3. Tôi muốn nó luôn luôn là 2/3. Thì tôi làm như thế nào? Luôn luôn là 2/3. Tức là thằng này là 8, thằng này là 4, luôn luôn chia cho kiểu 8/4 như vậy, cho tất cả các màn hình. Thì tôi sẽ lại bắt nó chia 8/4 từ bé nhất cho đến lớn nhất. Đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển nó thành là XS là nhỏ nhất đúng không? Giờ này thành XS. Đúng không? Luôn luôn là 2/3. Cho bất kỳ màn hình nào. Xong đi nhỉ? Tuy nhiên nếu tôi muốn là ở XS nó bằng 2/3 nhưng mà đến MD nó mỗi thằng một nửa thì làm sao? Rất đơn giản. Côn trừ MD trừ 6. Copy. Vệt ngay xuống. Kéo ra MD nhá. Đúng 66. Đây. Và tính từ MD trở lên nó sẽ là luôn luôn là 66. Đúng không? Tính từ MD trở lên nó sẽ luôn luôn là 66.
Được chưa? Tôi muốn chia cái này thành chia có một hàng có bốn cái này sao? Có bốn cái thẻ này. Giờ sao? Bốn thẻ. Luôn luôn có bốn. Làm nào. Đúng rồi, 12 chia 4 bằng 3. 3. 3. Duplicate thằng này lên. Một cái nữa. Đổi màu. Đây là info. Đây là warning. Đúng chưa? 4 4 3 3 3 thì là 3 × 3 × 3 × 3 à, 3 + 3 + 3 + 3 là 4 rồi. À là 12 rồi. Được chưa? Xong. Thế nếu mà tôi tiến hành, tôi chỉ muốn cho hai thằng, cứ hai thằng một hàng thì làm sao? Kệ phần đằng sau, phần đằng sau mặc nó. Chỉ có hai thằng một hàng thôi, phần đằng sau mặc nó. Làm sao? Không, nó vẫn cứ làm hai thằng này một nửa ở đây, hai thằng này một nửa ở dưới. Tôi không thích cho nó lên đây. 99 con khỉ. Không. Có nghĩa là hai cái thẻ màu xanh da trời và màu vàng này này, nó hiển thị đúng như vậy. Còn hai thẻ kia rút ở dưới. Tạo ra hai cái rỗng. Mày rảnh thật. Chúng ta sẽ làm như sau. Deep row. Row. Row là gì? Cột. Cột á? Hàng. Học dốt cái kinh khủng. Đúng chưa? Xuống nhá. Thằng dưới này cũng row nữa. Xong chưa? Được chưa? Tất nhiên nó còn dư cái phần này. Nó còn dư nguyên một cái phần đằng sau. Không ai động đến. Đây. Đúng của row không? Xong chưa nhỉ? Trong này nó cung cấp sẵn cho chúng ta class clearFix để xóa bỏ cái tác động của thẻ float đi. Nó cung cấp sẵn rồi, chúng ta chỉ việc dùng thôi. Xong chưa? Đấy là cái hệ thống grid. Bây giờ bài tập cho chúng ta như sau. Bài tập cho chúng ta như sau. Chia lại cho tôi cái vùng, các cái vùng màu ở trên trang, không phải làm sao nữa. Trang nào bây giờ ta? Kênh 14. Chia tôi lại những cái vùng màu cho trang này. Và phải làm sao responsive được giống nó. Giống cái trang mờ chấm ấy. Nha. Làm đi. Hả? Sắp xếp các vùng. Sắp xếp các ô màu ấy. Ví dụ đây ô màu đen này, đây ô màu vàng này, đây ô màu đỏ này. Đúng không? Cái vùng này thì, cái vùng từ đây đến đây thì chia như thế nào? Đổ màu cho nó. Còn nhớ cái bài làm sao chúng con, chúng ta phải đổ màu vào những cái ô trước không? Đấy, bây giờ làm như vậy. Sử dụng bút chát. Nhét vào. Sử dụng bút chát để nhét nó vào. Cần chưa?
Nghe có vẻ vất vả nhỉ. Cái gì vậy?
Cái nhà Huy vừa chém gió cái gì. Buổi sau phải nộp bài này nhá. Nộp là chuyện nộp, còn báo cáo là chuyện báo cáo. Nộp bài là nộp bài, không nộp bài thì cứ 50 cái. Báo cáo không làm xong mà tôi hỏi đến báo cáo thì lớp trưởng sắp xếp những người lên trình bày cho tôi nha. Tất nhiên là bọn nó mà không trình bày thành công thì cả lớp phải chống, chứ không chỉ có bọn nó chịu trách nhiệm đâu. Những đứa trình bày sẽ được giảm 20 cái. Tuần sau chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn cơ ngực dưới. Thiếu gì cách chống. Không thì cơ bụng cũng được. Cứ xét nhét min 2 vào đấy. Cho luôn vào thẻ style ấy. À, cho luôn vào cái inline style ấy. Được. Nhớ bài giữa kỳ của chúng ta là phải bảo vệ một cái giao diện đấy nha. Cho phép code bằng bootstrap. Yên tâm, bootstrap còn nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ có mỗi cái grid với lại cái mấy cái màu màu đâu, còn nhiều lắm. Grid các bạn cũng chưa học được hết đâu, còn nhiều. Đây hôm nay chỉ mới dừng lại ở cái cơ bản của grid thôi. Thank you.
chia đi. Cái gì đấy Huy? Mày cũng qua wow, ua gì vậy? Thank you.